một chiếc xe rất là nhỏ gọn, rất là cơ động, đi lại các cung đường nhỏ hẹp thì rất là ok. Và chi phí sửa chữa cũng như xăng cộ của em nó thì chỉ nhỉnh hơn xe máy một chút thôi. Xăng cộ cực kỳ là tiết kiệm luôn các bác nhá, loanh quanh 5 lít thôi. Mà với giá thành cũng chỉ ngang với lại con xe máy SH thôi, là các bác đã sở hữu được một chiếc xe đăng ký 5 chỗ ngồi, không nên hạn sử dụng, chở cả nhà đi nhá. Xe mưa che nắng này, xăng cộ thì không phải nghĩ. Đây, chiếc xe này thì còn rất là chất nhá, những cái điểm ni lông còn nhiều điểm còn chưa cả bóc hết các bác. Và chiếc xe thì cam kết cho các bác là xe gia đình nhá, không qua taxi con đục, không đổi màu, keo chỉ zin cả xe nhá, không bàn về chất ạ. Máy thì vẫn còn zin từ mặt dàn cò nhá. Đây, các chi tiết đây các bác này. Xe thì rất là tươi, từ các phần áo da cổ số vẫn còn nguyên bản này. Màn hình Android này, cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết rồi nhá. Để lỗ start top này, một chiếc xe phiên bản đủ nhá, có phanh ABS này, có túi khiên toàn, gương kính điện, cục xe, chân nỉ nguyên bản này, nội thất ghế da mới bọc nhá. Và bác chủ xe vừa mới bảo dưỡng lại gần như toàn bộ xe các bác, từ phần khung gầm này, rồi là điều hòa hay là dầu máy không biết, là các bác chủ xe cũng vừa mới bảo dưỡng lại. Để bác chủ xe lên đời nên là để lại cho em chiếc xe này, lên sedan các bác nhá. Và khi bán chiếc xe này thì bác rất là tiếc luôn, cực kỳ tiếc luôn nhá. Nhưng mà chiếc xe này thì bác muốn nâng đời để đi sedan nên là bác mới để lại cho em thôi. Bác đổi các chiếc xe Sunny của em. Đây, cả cái phần chi tiết này. Thân vỏ cực kỳ mỏng luôn các bác nhá. Thân vỏ cực kỳ mỏng luôn. Keo chỉ zin cả xe. Đăng kiểm tháng 7 này, dàn lốp mới tinh các bác nhá. Dàn lốp mới tinh, bác chủ xe thay cuối năm 2023. Bản đủ thì có phanh ABS, rồi là có túi khí an toàn đầy đủ hết các bác nhá. Đây, khung gầm của chiếc xe đây. Cam kết cho các bác là chiếc xe này không bàn về chất. Đấy, nói chung là chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Điều hòa thì rất buốt các bác nhá. Đấy, nội thất mới bọc này, trần nỉ này. Một chiếc xe không khoan đục, không đổi màu, xe gia đình sử dụng nhá. Ô đồ loanh quanh tầm khoảng 15 vạn. Đây, một chiếc xe đáng mua nhất trong phân khúc A. Để nói về trong phân khúc A thì Hyundai i10 luôn luôn khá là rộng rãi và chạy đầm hơn các đối thủ khác rất là nhiều. Đây, bản nhập khẩu Ấn nhá, đời 2014, máy 1.0, giá chỉ ngang xe máy thôi, 179 triệu đồng là các bác đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Grand i10 này. Đây, đây các bác quan sát từ cái chi tiết nhỏ nhất này, bác chủ xe cực kỳ cẩn thận luôn, rất là cẩn thận các bác. Và bác chịu khó bảo dưỡng xe lắm. Đây, keo chỉ cam kết cho mọi người là zin cả xe nhá. Keo chỉ zin cả xe, thân vỏ mỏng. Đây, không có đâm đụng hay tai nạn hay ngập nước gì cả nhá. Máy zin thì dàn cò. Đây, vô lăng theo xe, củ số theo xe này. Nói chung là lên đầy đủ đồ chơi rồi. Chiếc xe này thì các bác về chỉ việc sẵn đổ xăng là đi thôi. Đây, giờ em sẽ cho các bác tham khảo về phần máy nhá. Ô đồ này hiện tại đang 11 vạn nhưng là không chuẩn nhá. Ô đồ này thì chắc chắn là có tua rồi. Cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết nhá. Đây, từ các phần chân phanh này. Chân phanh này. Gần như rất ít điểm mòn luôn các bác nhá. Rất ít điểm mòn luôn. Máy gầm bao chất cho mọi người nhá. Xin nhan gương. Đời 2014. Nếu mọi người quan tâm đến chiếc xe này thì cứ alo xem nhá. Số điện thoại 0354 152888 nhá. Máy cực kỳ êm luôn. Và vẫn còn zin từ dàn cò các bác này. Chiếc xe này thì rất là chất luôn nhá, không bàn về chất với chiếc xe này. Không quan đục đổi màu. Tài chính 179 triệu đồng. Các bác nào quan tâm đến chiếc i10 2014 số sàn bản đủ này thì cứ alo cho bên em nhá.